17 năm 1088 tan rã, Ân Hoàng Phúc Nhật Tinh Anh mới lần đầu hé lộ nguyên nhân. Ngay tại chương trình, hai ca sĩ Ân Hoàng Phúc cùng Nhật Tinh Anh đã tiết lộ lý do 1088 tan rã. Cùng với biết bao sự tiếc nuối của người hâm mộ, Nhật Tinh Anh Ân Hoàng Phúc đã mang đến không ít bồi hồi xúc động cho khán giả khi lần đầu chia sẻ lý do nhóm tan rã dù đang rất hot. Tập cuối chương trình Kiếp Vui Vẻ vừa lên sóng cũng chính thức khép lại một miền ký ức chứa đựng đầy những cung bậc cảm xúc với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ tên tuổi từng là tuổi thơ của cả một thế hệ như nghệ sĩ Hoàng Lan, ca sĩ Siêu Black. Trong đó, hai thành viên của nhóm 1088 Nhật Tinh Anh và Ân Hoàng Phúc đã mang đến không ít bồi hồi xúc động cho khán giả. Chắc hẳn khán giả thế hệ 8X, 9X vô cùng thích thú với sự xuất hiện của hai thành viên nhóm 1088 là Nhật Tinh Anh và Ân Hoàng Phúc. Đây cũng là một trong những nhóm nhạc thần tượng nam đời đầu tại Việt Nam, khiến biết bao con tim người hâm mộ nữ rung động. Bao nhiêu ký ức chợt ùa về trong lòng người hâm mộ, đặc biệt đối với diễn viên Ốc Thanh Vân cũng không khỏi dâng trào cảm xúc khi thấy thần tượng một thời của mình xuất hiện ngay trước mắt. Hai mảnh ghép của nhóm nhạc 1088 đã bùng nổ sân khấu với những ca khúc từng đưa tên tuổi 1088 lên một tầm cao với. Đứng trước những thần tượng một thời của mình, Will và Thanh Duy đã không giữ nổi cảm xúc mà tuôn trào hết những kỷ niệm về nhóm nhạc thần tượng đời đầu của Việt Nam. Ngay tại chương trình, cả hai ca sĩ Ân Hoàng Phúc cùng Nhật Tinh Anh đã tiết lộ lý do 1088 tan rã, cùng với biết bao sự tiếc nuối của người hâm mộ. Thực sự nhóm nhạc chỉ ký hợp đồng làm việc với nhau được 2 năm, nên sau 2 năm nhóm chúng tôi bắt buộc phải tan rã, dù đang là thời hoàng kim và được nhiều khán giả yêu mến. Ngoài ra, cũng một phần do mỗi thành viên trong nhóm đều có những kế hoạch riêng nên không thể kéo dài lâu hơn. Nhưng đây chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã yêu thương nhóm nhạc 1088 chúng tôi. Sau hơn 17 năm nhóm nhạc 1088 tan rã, hiện tại Ân Hoàng Phúc, Nhật Tinh Anh, Vân Quang Long vẫn đi hát, trong khi Điền Thái Toàn, Nhất Thiên Bảo bỏ dở sự nghiệp và định cư tại Mỹ. Khán giả đang mong chờ một sự tái hợp đầy đủ 5 thành viên của nhóm 1088 trên sân khấu vào thời gian sắp tới.